Over 4,000 people have reached the top of Mount Everest. 12 have walked on the moon. But only one man has ever achieved the impossible. Thực sự là đi cái dây này rất là khó. Không thể ngờ là ở độ cao 30cm lại khó đi như vậy. Không thể tưởng tượng được ở độ cao 400m thì như thế nào. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là vui. Mình rất muốn được chứng kiến câu chuyện của nhân vật đi dây trong phim. And look up. The Walk. Special IMAX and Premium Large Screen Engagement September 30th.